Theo kết luận điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm lần 3 ngày 20 tháng 3 năm 2019, Nguyễn Thành Phong thừa nhận bị cáo Trần Thị Nga có thỏa thuận thuê Phong phá dỡ nhà 209 xã Đàn. Phong thừa nhận đã chỉ đạo cho thợ và trực tiếp cắt phá cửa cuốn, xây một bức tường ngăn nhà, đập hai bức tường. Khi biết việc, công an phường Nam Đồng đến yêu cầu dừng đập phá và lập biên bản đình chỉ. Phong và dân đi mua cửa sắt xếp lắp đặt tại phần đất đã chiếm giữ và khóa lại. Đối với việc phá dầm bê tông, cắt mái tôn, phá bậc tam cấp, cắt biển quảng cáo là do Lê Huy Giang chỉ đạo làm. Ngày 20 tháng 3 năm 2019, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã ra quyết định số 2, quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 411 ngày 15 tháng 3 năm 2018 cho Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa để xác định đối tượng phá dầm bê tông, cắt mái tôn, phá bậc tam cấp, cắt biển quảng cáo, xác định hành vi, vai trò đồng phạm của Lê Huy Giang, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Trọng Dân trong vụ án. Có hay không biên bản hiện trường ngày 30 tháng 5 năm 2014 tại Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa về việc ngăn chặn và yêu cầu Lê Huy Giang cam kết không được tiếp tục phá dỡ. Tại bản cáo trạng và bản kết luận điều tra đều thể hiện có biên bản ngăn chặn ngày 30 tháng 5 năm 2014 tại Công an phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Các lời khai tại cơ quan điều tra đều thể hiện ngay sau khi có biên bản ngăn chặn này thì các đối tượng vẫn tiếp tục phá dầm bê tông, cắt mái tôn, phá bậc tam cấp, cắt biển quảng cáo vào ngày 31 tháng 5 năm 2014 để làm rõ hành vi của tội cưỡng đoạt tài sản. Thực hiện quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự số 2 năm 2019 của Tòa án Nhân dân quận Đống Đa về việc xác định đối tượng phá dầm bê tông, cắt mái tôn, phá bậc tam cấp, cắt biển quảng cáo. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 4, ngày 19 tháng 8 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa đã ban hành cáo trạng số 400, kết luận khẳng định Nguyễn Thanh Phong là đối tượng phá dầm bê tông, cắt mái tôn, phá bậc tam cấp, cắt biển quảng cáo. Đến đây, dư luận đặt ra nghi vấn, tại sao Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa không xem xét truy tố Nguyễn Thanh Phong với vai trò là đồng phạm trong vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại 209 xã Đàn? Có hay không, việc bỏ lọt tội phạm gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, dẫn đến vụ án bị kéo dài suốt 5 năm qua. Qua đây, đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, làm rõ có hay không việc bỏ lọt tội phạm của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa trong vụ án hủy hoại tài sản xảy ra tại 209 xã Đàn. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc tới quý độc giả trong những phóng sự tiếp theo.